thứ bảy. Đây, cái đề số 7, mở lại đề số 7 nha. Cái đề số 7, cái phần guộc này thật ra là nhìn vô cái này á, là thầy biết phần guộc này là người ta làm trên Office chắc Office 2003 á, nên là cái màu sắc nhìn nó không đẹp nha. Nhưng mà thật ra là cái mẫu như vậy thì Office 2010 các em vẫn làm được, thì các em lưu ý như vậy. Cái khung này chúng ta làm sau, chúng ta đừng có làm nó trước, nghĩa là chúng ta sẽ chúng ta coi nha. Bây giờ thầy gợi ý nè, thì đề số 7 này bây giờ thầy ví dụ thầy copy này qua rồi cái khung đó thì chúng ta enter xuống ta làm cái khung đó sau nha. Rồi cái này thì thầy cũng gợi ý là chúng ta sẽ chèn cái ta vào insert nè, để coi thầy ghi chưa ta. Rồi thầy ghi rồi nhé, ta coi theo dõi nha. Chúng ta vào insert thì ở trong cái này, ở chỗ này nó có cái đám mây nè, chúng ta vẽ cái đám mây đó. Thì chúng ta thấy đám mây nó đi qua đây thì chúng ta lưu ý như vậy nè, chúng ta có thể đưa cái đứt phân trỏ vào cái biểu tượng màu vàng ở đây nè, đó là kéo đó, nhiều lúc chúng ta muốn làm những cái chú thích. Rồi chúng ta muốn đánh chữ vào, chúng ta nhấn chuột phải, chúng ta chọn Edit Text, đó chúng ta đánh chữ vào. Rồi chúng ta muốn tô màu, thật ra chúng ta muốn tô màu gì cũng được, không cần giống đề đâu, tại vì cái đề thầy biết là người ta làm trên Office 2003 nên cái màu sắc nó không được đẹp. Hình thì chèn tùy ý nha. Rồi đây là cái chữ guộc ạ, hình tùy ý nha, không cần hình, tại cái hình này là thầy nhớ nó nằm của Office 2003. Thì cái chữ học tập này chúng ta sẽ, chúng ta không cần chèn ngay đây, chúng ta có thể chèn đây xong nó kéo lên cũng được, nghĩa là insert guộc ạ, chọn cái mẫu. Các em thấy cái đó cái mẫu khác không, nghĩa là mình không có cái mẫu ở đâu đó, mình sẽ đánh dụ như là chữ học tập. Rồi ở đây thì mình muốn cho nó có hiệu ứng thì mình muốn cong kiểu nào thì mình dùng cái này đó, mình sẽ click lên đây, mình đưa nó lên đây. Rồi hình thì tùy ý nha, hình thì chúng ta có thể vào trong insert picture hoặc là clip này. Đi thi thì phần hình này á, thì các em tùy ý, các em muốn chèn đó, các em bấm vô, các em muốn chèn kiểu hình gì cũng được ha. Đó, các em kéo vô. Các em lưu ý để cho dễ di chuyển á, khi mỗi lần mà các em chèn hình vào á, thì các em cứ vào format này nè, các em chọn chế độ hình trên chữ đó, các em di chuyển à, các em di chuyển. Rồi ví dụ như nếu mà các em di chuyển, nếu mà cái này lỡ nó các em muốn nằm ở dưới, thì thật ra là ở đây nó có cái phần cho nó đi xuống dưới hay lên trên ở đây nè. Đó. Đó, các em thấy không? Đó, có bị hai test như vậy. Chưa? Hoặc là theo cái biểu tượng ở đây nè. Đó, ví dụ như là đi xuống sau nè. Đó, các em thấy không? Đó, ở đây cũng được nè. Ở đây cũng được. Đó. Rồi, thầy coi trong đề này còn cái gì nữa không? Rồi cái này là nhập xong chia cột xong kẻ khung. Em nhớ nha. Rồi thầy làm viết, thầy nhập văn bản giả luôn. Rồi thầy copy mình đó đi. Cái này insert symbol rồi. Đó, chúng ta nhập cái này. Rồi, chữ trẻ em. Ví dụ lấy hai cái này luôn đi. Thì cái này là chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ chia làm hai cột nhưng mà nhớ là trước khi chia cột thì nó là enter số một quãng để cho nó có khoảng trống ở đó. Này chúng ta chia cột nè, quay down column giả sử chia làm hai. Nếu mà sau này cái đề mà yêu cầu gạch đường gạch giữa thì chúng ta chọn đây đó. Rồi ở đây chúng ta lưu ý là chúng ta muốn có cái đường kẻ này, thầy có chỉ các em rồi, thì các em nhớ là các em vào home nè, border and setting. Cái này hôm qua hình như hôm qua thầy có chỉ các em rồi nè. Đó, các em lưu ý là các em sẽ chọn là apply paragraph luôn. Rồi các em muốn tô nền đó thì các em tô ở đây, thầy coi lại cái đề đó giống dạng như vậy
Thì ở đây hình như là người ta người ta tô cái kiểu giống vậy, nhưng mà hai bên nó không tô đó. Ví dụ như là bây giờ hay tô giống kiểu của đề nè, lưu cái đó thì tô giống kiểu của đề nha. Rồi border shading nha. Đó thì ở đây chúng ta tìm cái kiểu này các em, đó kiểu này, đó là kiểu này, nó bỏ hai bên đi. Đó rồi cái nền, ta tô cái nền vô, tô màu nền tùy ý đó, giống kiểu của đề đó. Bên đây cũng vậy, rồi ở trên đây cũng vậy nè, chúng ta nhìn vô cái đề nè. Chúng ta lưu ý mỗi lần mà chúng ta chọn văn bản nó bị dính vô cái hình thì chúng ta nhớ cẩn thận kéo nó xích chỗ khác, đừng cho nó dính vô hình. À, rồi bây giờ chúng ta coi vô cái đề đây, cái chỗ này em thấy nó đường kẻ hai bên là đường này nè. Đó rồi nó nhìn nha, là lại vào trong form, nghĩa là kẻ khung tô nền cho văn bản là cứ một border setting này, ghi chú của thầy nha. Đó thì lại vào trong chúng ta tìm cái đường này, đó thấy cái đường kiểu này nè. Đó, bấm vô đây là mất nè, bấm vô đây là mất nè. À, rồi ví dụ như là nhìn lại cái đề, cái bên đây là cái đường kẻ kiểu khác, thì ở đây chúng ta tìm một cái đường kẻ đây, nó là đường này nè, bấm vô đây cái nè, bấm vô đây cái nè, bấm ngoài đây cũng được đó. Rồi tô nền tô màu tùy ý đó, đó ta thấy ở đây là cái dạng kiểu như vậy. Rồi cái này là insert symbol, cái này là các em sẽ chèn một cái bảng, nó gồm có là một cột hai cột, đến một cột hai cột ba cột chữ nghiêng thì đấy là chị rồi, bốn cột, bốn cột giống như hồi nãy cái bài, thành ra cái bài giống bài hồi nãy thôi. Chúng ta sẽ chèn một cái bảng, chèn luôn ở đây cũng được, thôi vào đây cho nhanh, bốn cột và mấy dòng này để coi lại, một hàng, hai hàng, ba hàng, bốn hàng, một là bốn, bốn cột bốn hàng luôn. Rồi chúng ta muốn chọn thì chúng ta lưu ý, nó đưa con chọn lên, ta kéo ra lớn chút đã. Muốn chọn thì nhớ thì chỉ rồi chọn là nhấn chuột quả phải là mở cell là chọn nha. Rồi chúng ta muốn kẻ cái khung giống như vậy, cái này hồi nãy thành có chỉ rồi, ví dụ như là khung xung quanh nè. Đó, chúng ta bấm vào đây chúng ta chọn hết, chúng ta vào trong đây, và là cái này là tập chúng ta việc kẻ khung á, khung xung quanh chúng ta muốn khung kiểu gì nè, giả sử kiểu này đi. À, còn khung ở giữa nè, nhìn vô đề coi khung ở giữa là khung nào, là cái đường gạch bình thường thôi đó, và là chúng ta chọn cái đường kẻ bình thường. Đó, ta bấm vào đây nè, bấm vô đây nè. Okay. Rồi ở trong cái đề này thì khúc này là cái khung này là nét khác nữa, ta nhìn vô cái đề này em thấy là đây không có giống vậy. Thì ở đây chúng ta lại vào border shading, chúng ta border một, chúng ta đưa chọn đây chọn một ô thôi, border shading đó, thì bên đây là cái đường này nè, chúng ta sẽ chọn một cái loại đường bình thường thôi, nhưng mà cái độ dày lớn lên đó, thấy đây có độ dày lớn lên nè, chúng ta bấm vào đây nè, đó nhớ độ dày nha. Đó, còn màu giả sử chúng ta muốn màu thì chúng ta tô màu đó. Rồi còn cái việc tô nền chữ nghiêng thì cái này là thầy có chỉ rồi đó, bấm vào đây chữ nghiêng nè, canh giữa nè, nó tô màu nền thì chính là cái hình shading luôn đó, đây nè. Rồi vậy những bạn nào mà làm xong cái đề số 2 rồi thì các em làm đề những có quyền copy chữ cũng được, tại vì mình tập định dạng thôi cái việc mà. Nhưng mà lưu ý là các em luyện đánh máy, tại vì đi thi ấy, phần văn bản nó khá dài á, nên các em phải luyện đánh máy nha. Hình thì đi thi, nếu mà gặp hình thì mình chèn hình tùy ý nha. Rồi và là thầy đã hướng dẫn các em xong cái phần đề số 7 luôn rồi á.